chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Thái tuế là gì? Khi nào phạm? Vì sao nhiều người sợ hạn thái tuế? Thái tuế có đáng để chúng ta lưu tâm hay không? Làm cách nào để hóa giải? Hãy cùng Khải Toàn tìm hiểu. Khải Toàn thường nhắn nhủ với các gia chủ: tâm không tịnh, phong thủy không thông. Vì tâm lý là một loại phong thủy rất là quan trọng. Nhưng các vị nên biết, người có sự chánh niệm là người có tâm thái an nhàn, mọi sự vật trong mắt họ đều là tốt đẹp. Ví dụ ta thấy một người ăn xin với tướng mạo khỏe mạnh, ta có thể nghĩ rằng người này giả danh ăn xin. Khi phát tâm ý này, ta đã chấp trước sự vật. Người có sự chánh niệm sẽ không phát tâm nghi ngại, thay vào đó là người có tâm thái thông cảm. Để tâm an tịnh có rất nhiều phương tiện, đơn giản nhất vẫn là hành thiền. Cổ nhân thời xưa xem mệnh như thế nào? Khi đó họ chỉ dựa vào năm sinh mà không tính toán ngày giờ tháng sinh như bát tự tứ trụ, nhưng vẫn có tính chính xác. Họ căn cứ vào 12 tiêu sinh, phối hợp với kết quả thực tiễn sáng tạo ra văn hóa thần sát hay là niên mệnh. Thời nay có những thuật số mang tính xác thực cao hơn, quan trọng là người học thuật dùng tâm thế nào để vận dụng. Ngoài tuổi phạm thái tuế, ta còn có hướng phạm thái tuế. Dựa vào đồ hình này, các bạn có thể thấy ví dụ năm 2021 và 2022 hướng tây nam và hướng tây bắc phạm thái tuế. Nếu hướng nhà, giường ngủ hoặc bàn làm việc phạm phải thái tuế, hạn chế dùng quạt, dùng loa, kiêng kỵ động, nên có tỳ hưu hoặc long quy hóa sát. Vật phẩm phong thủy nhà ở nên theo quẻ huyền không phi tinh, kết hợp với hậu thiên bát quái và mệnh khuyết của từng thành viên. Hàng năm theo tín ngưỡng người Việt thường e ngại năm tuổi, hay còn gọi là phạm thái tuế. Thái tuế tinh chính là sao Mộc, là hành tinh thứ năm từ hệ mặt trời, là hành tinh lớn trong hệ mặt trời. Sao Mộc là hành tinh khí khổng lồ với khối lượng bằng 1/1000 của mặt trời, nhưng bằng 2,5 lần tổng khối lượng của tất cả hành tinh khác trong hệ mặt trời cộng lại. Các nhà thiên văn học cổ đại đã biết đến hành tinh này. Từ thời xưa, con người đã gắn liền với thần thoại và niềm tin về tôn giáo. Trong nhiều nền văn hóa, người La Mã đặt tên hành tinh của vị thần Jupiter, vị thần quan trọng nhất trong các vị thần của họ. Tên gọi trong tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Việt của hành tinh này được dựa theo hành mộc trong hệ ngũ hành. Khi nhìn từ trái đất, sao Mộc đủ sáng để tạo bóng và là thiên thể sáng thứ ba trên bầu trời vào ban đêm sau mặt trăng và sao Kim. Sao Mộc cứ 12 tháng quay một vòng, cho nên người xưa gọi là mộc tinh là thái tuế tinh hoặc là thái tuế. Theo nhân gian, thái tuế còn được gọi là thái tuế tinh quân hoặc là tuế quân, vừa là sao vừa là vị thần trong tế lễ nhân gian thời xưa. Chúng ta thường nghe khái niệm phạm thái tuế, năm sinh của một con giáp nếu trùng hoặc xung theo chiều kim đồng hồ với năm hiện tại thì trong dân gian gọi là phạm. Có tổng cộng 5 loại: trực, xung, hại, phá, hình. Bất luận là loại nào thì trong năm đó cũng có nhiều biến động. Trực và xung là hai loại biến động lớn nhất, hại, phá, hình không tác động nhiều. Nhìn vào đồ hình này, các bạn có thể thấy nếu mà năm Sửu thì tuổi Sửu và tuổi Mùi sẽ là phạm. Ví dụ năm Dần, Dần và Thân sẽ bị phạm. Tương tự năm Mão, Mão và Dậu sẽ bị phạm. Cũng theo đồ hình này, điều này có nghĩa cứ 12 năm một con giáp sẽ phạm thái tuế 2 lần. Trực thái tuế, năm hạn thái tuế trùng với tuổi Cầm Tinh, đại diện cho vận trình năm đó nhiều biến động, dễ buồn bực, dễ có bệnh tật. Xung thái tuế, năm hạn thái tuế xung với tuổi Cầm Tinh, đại diện cho vận trình năm đó sẽ có sự xáo trộn, có thay đổi, nhiều chuyện lặt vặt. Hại thái tuế, năm hạn hại thái tuế của tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó có nhiều kẻ ngán đường nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Phá
thái tuế. Năm hạn thái tuế với tuổi cầm tinh đại diện cho năm đó công việc bị người cản đường, có thể gây mất tiền tài. Hình thái tuế, năm hạn hình với tuổi cầm tinh đại diện cho năm đó thị phi nhiều. Nói tóm lại, tuổi phạm thái tuế ảnh hưởng đến thị phi và sức khỏe là chính. Mắc phải thị phi, tinh thần ảnh hưởng, sức khỏe kém thì không thể làm việc tốt. Con người cần phải có tâm thân khỏe. Khi vướng phải thị phi là do trước đây bạn đã đắc tội với nhiều người. Nếu đáp trả sẽ trở thành người tạo thị phi. Càng nên biết mắng nhiều miệng chẳng thơm tho gì. Trước đây đã vay 10 lời, bây giờ sẽ nhận lại 10 lời. Những năm tháng trước bản thân đã cố ý hoặc là vô tình gây thị phi, đến năm phạm thái tuế sẽ nhận lại gấp bội. Người nói xấu sau lưng bạn chẳng qua họ đố kỵ và thua kém. Nếu đáp trả những lời thị phi này, bản thân tự tức tối, tự gây thêm khẩu nghiệp. Khi cảm xúc nóng giận lên cao, tự gieo những lời ác. Người mang lòng thù hận ai đó, sắc thái tương đối tối sầm, nỗi thù hận này chiếm hết cả tâm trí. Làm thế nào để hóa giải phạm thái tuế? Làm việc cần kiên nhẫn, chủ động đi khám sức khỏe, cẩn thận lời nói, tốt nhất không nên can dự chuyện người khác để hạn chế thị phi. Nếu vẫn dính thị phi, có thể là do bản thân đã gieo từ nhiều năm trước. Hãy cho qua tất thảy những lời nói không vui ấy, xem như người nói tạo nghiệp không tốt, bản thân nghe là tạo nghiệp lành. Nên sử dụng các đồ vật trang sức theo mệnh khuyết, giúp tăng vận tốt và giảm vận xấu. Làm theo tất cả các khuyến nghị trên vẫn còn gặp nhiều khó khăn thì phải làm sao? Ở đoạn đầu video, Khải Toàn có đề cập tâm không tịnh, phong thủy không thông. Tâm các vị bất an thì ứng dụng bao nhiêu thuật số cũng không tác dụng. Mọi sự việc trên thế gian này, chúng không nói với ta là tốt hay xấu. Tất cả do tâm của ta dựa vào kinh nghiệm quá khứ để quyết định. Ví dụ một cô gái, mỗi ngày vào công ty, ai gặp cũng khen cô ta xinh đẹp, mặc đồ hợp thời trang, tài khoản cá nhân có nhiều lượt thích. Thế là tâm ý cô gái ấy tự sinh ra thích đi làm để được tán thưởng. Một hôm nọ, vô tình nghe các đồng nghiệp bàn tán, nhỏ đó trang điểm dày 8 lớp, chụp hình dùng 8 cái app. Thế là tâm ma trỗi dậy, chiếm hết cả tâm trí cô ta, không thể hoàn thành công việc cấp trên giao, nhìn mọi đồng nghiệp với tâm lý nghi kỵ, đề phòng cả với những người không can dự chuyện ấy. Ngược lại, nếu ngay từ ban đầu không có những lời tán dương, hoặc bản thân cô ấy bình thản trước những lời hoa mỹ, tâm không có sự phân biệt trước những lời nói, sẽ không có sự thất vọng. Vì vậy, khi ta đối diện với một sự việc, tốt hay xấu do chính bản thân ta tự cảm nhận. Người không có tâm phân biệt, biết thông cảm với người xung quanh là người có phúc. Ứng theo câu nói, thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là điều kiện thích hợp từ vũ trụ đưa tới. Địa lợi là hoàn cảnh của xã hội phù hợp với việc ta đang làm. Nhân hòa là sự tương trợ nhiệt tình của những người xung quanh. Nhưng mọi người cũng cho rằng thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Yếu tố nhân hòa này do chính chúng ta tự tạo ra. Người được nhiều người yêu quý thường dễ thành công hơn. Khi tâm trạng con người hứng khởi, luôn tạo ra những ý tưởng rất là tuyệt vời, vì tâm lý là phong thủy hoàn hảo. Người hay cáu gắt hay nóng giận chẳng thể nào có được sáng kiến, không thể có lòng bao dung, càng không được lòng người. Vì vậy, khi có hòa khí ở những nơi bạn sinh sống và làm việc sẽ tăng đáng kể cơ hội phát tài. Nói đến đây, hẳn các bạn nghĩ chỉ cần lấy lòng mọi người sẽ thành công. Có thể đúng và có thể không. Người có sự chánh niệm sẽ không mưu cầu người khác quý mến mình. Họ phát tâm làm những việc thiện lành mà không nghĩ đến lợi lộc. Chính từ sự phát tâm thiện lành này, tự khắc sẽ được nhiều người quý mến.
Khoan vội nghĩ đến thành công nếu tâm còn sân hận bất kỳ ai. Khoan vội nghĩ đến phong thủy khi tâm lo lắng thái quá về những năm tháng tốt xấu. Khi bạn bắt đầu nghĩ đến việc năm sau là năm tuổi, năm sau là năm kỵ, không biết có nên làm ăn không, không biết làm ăn được hay không, nên xem thầy để né. Khi tâm khởi phát những điều này cũng là lúc bạn đeo một hình tượng chướng ngại vào tâm trí của mình, tự hạ thấp bản thân, nhấn chìm sự lạc quan. Ý niệm này cũng giống với suy nghĩ, mỗi người đều có số. Ví dụ, một người cho rằng mình rất thảm, không làm việc gì giỏi, luôn thua kém bạn bè, ý chí kém và thường dễ bỏ cuộc, vì nghĩ rằng số tôi đã như vậy. Với ý nghĩ này, chỉ nghĩ đến phần số, quên đi phần nghiệp. Nếu số mệnh đã như vậy, vẫn có thể thay đổi. Người biết tu tập sẽ ứng với câu đức năng thắng số. Ý nói đến sự cố gắng cải biến từ những điều bản thân thiếu sót, làm những điều tốt để tạo nghiệp tốt. Nói cách khác, người lo lắng thái quá là người không sống với hiện tại, càng nghĩ về năm tháng vận mệnh tốt xấu càng vướng vào chấp trước. Mọi người thường hỏi Khải Toàn làm thế nào để cải biến đời mình. Thật khó để diễn đạt bằng lời cho một điều không dễ. Thế nào là cải biến? Tức là làm thay đổi khác trước rõ rệt. Khi đặt câu hỏi này, hẳn người hỏi có những trở ngại lớn trong cuộc đời. Người muốn cải biến, trước tiên cần phải biết sám hối về những điều mình đã gây ra cho chính bản thân và cho những người khác. Không còn sân hận bất kỳ ai, sau đó chỉ cần một cái tâm an tịnh. Chỉ vậy thôi sao? Vâng, chỉ vậy là đủ. Người có tâm an tịnh nghĩ mọi việc theo hướng tích cực trong mọi hoàn cảnh, tự khắc sẽ có được lòng tự tin, dù hạng thái tối vẫn có thể bình thản đón nhận. Khoan vội nghĩ đến tương lai nếu không sống với hiện tại. Như thế nào là không sống với hiện tại? Đó là lúc ta muốn quá nhiều, lo nghĩ quá nhiều, mọi danh lợi là quan trọng nhất, đến nỗi đánh mất bản ngã của mình mà không biết rằng hơi thở là thứ quan trọng nhất của một con người. Gieo nhân thiện sẽ có quả lành, gieo cho người sẽ được người hồi đáp, gieo cho tâm, tâm sẽ an tịnh. Ngồi xuống, nhắm mắt lại, tâm theo dõi nhịp thở, dần dần bạn sẽ tìm lại chính mình. Nếu phong thủy là phương tiện chuyên chở công danh, thiền định là phương tiện giúp bạn tìm được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.